VK xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em làm cái video tiếp tục cái video thứ hai. Đã cũng lâu lắm rồi em chưa có lên con máy cắt, những con máy cắt tay nhỏ, hầu như là em quên lên luôn á. Em toàn bán mấy cái tay nhỏ bên Facebook á, bây giờ hàng đẹp bán hết rồi. Giờ chỉ còn những con này thuộc dạng nói chung là trâu bò luôn. Giá thành thì nói chung tương đối là rẻ. Đó, mua lẻ một con thì 230k một con là bao ship nha. Nói chung là bao ship hết tất cả luôn, nhưng mà nếu mà hai con em sẽ coi như là tính 200.000 một con là 400k một cặp đó. Lẻ một con thì là 230 nha. Đó, đây là máy cắt tay đó. Máy tay cắt tay con chuột nha. Đó, em sẽ test từng con cho anh em chọn luôn. 11 con, anh em nào lấy một cặp thì 400k một cặp. Rồi, sau phần là mình nói bao nhiêu đó thôi, bây giờ là qua những cái máy cắt gỗ đây. Đó, lưỡi 216, em chỉ ghi số thôi, một lát nữa giá là em đọc lên luôn, ghi trên máy luôn, giờ dán giấy lên nó hơi lâu á. Rồi con đầu tiên, con này số bao nhiêu đây, con đầu tiên máy thổi, mình nó không có số, bỏ luôn. Ủa đang đâu? Con này Hitachi, con này giá vẫn là 400k bao ship anh em nha. Đó, rất là khỏe luôn, 450W Hitachi, ngoại hình thì rất là đẹp, không sức không mẻ, bao đẹp luôn. Đưa ra em, đưa ra ngoài luôn. Rồi, tiếp tục con này là con máy cắt tay này, máy em chưa vệ sinh luôn anh em nha, nó còn rất bùn cát rồi, rất là dơ luôn. Con này cốt 125, điện nói chung là tất cả điện 100V luôn, 720W. Rồi, con này là 450k bao ship luôn anh em nha. Dây nguồn ở đây, nói là em nói vô rất là dài, em nói khúc ngay đây anh em nha. Đấy, chứ không phải là dây của nó dài cỡ này đâu, nhưng mà em nói nhưng mà dây đây vẫn là dây rin, chứ không phải là dây dởm đâu. 4 con 450k, con này 550k, hàng Makita, cốt 180 anh em nha, rất khỏe luôn. Rồi, con này là mã số 13, con này mã 12 đúng không, con này mã 13, con mã 12 450, con mã 13 550. Đưa cái biết anh đi lên luôn, cái con nào ghi lên nó luôn, khỏi dán giấy. Rồi, quay cho em xem. Rồi, đây mã 14 cũng cốt 18 luôn, hàng Hitachi, máy rất là dơ luôn, nhưng mà test chạy thì chưa vệ sinh luôn. Con này mã 18, con này coi số nó coi, điện 100 cái gì đây, 21.3 HP, giá của nó là 800k bao ship nè. Con này rất là nặng anh em nha, nó 10 11 12 kg gì đó, em độ cỡ đó, rất nặng. Con này như là bơm oxy ở cho cá hay sao á, cái này lại thì nổ rất là êm luôn nha. Như vậy, oxy hay là bình hơi. Rồi, đưa ra luôn, máy rất là dơ luôn, chưa vệ sinh nè. Rồi, con này con 19, rồi, giá con này 450k bao ship. Đó, con này nó bơm gì, nó hút gì đây, con này chỉ bao sóng thôi nha anh em nha, em không biết nó là cái con gì cho nên là không có như y như thuộc dạng là motor, nhưng mà em chỉ bao sóng thôi. Được rồi, rút đi em. Được rồi.
mã 19 450. Rồi, tiếp tục. 20, con này 500. Rồi. Này hai chức năng anh em nhá. Đấy, vừa con và bố. Nhưng mà nó không có điều, nó có điều tóc nhưng không có đảo chiều anh em nha. Đó. Rồi mã 20 500. Đây đó. Đây con Ribi lưỡi 160, nói chung là máy rất đẹp đới nhôm nha. Đây. Lưỡi 160 đấy. 165. Cắm điện nha. Mã 21. Con này 400. Rồi, đây con Machita lưỡi 100.9. Con này 4.5 anh em nha, nó. Nó lưỡi 59 anh em nha, Makita. Mã số 22 ha. Rồi. Đây. Con Makita. Con này lưỡi 216 nha anh em. Đấy. Cầm tay trái, con này là cầm tay trái luôn. Đó, đợi thế này. Rất êm. Còn thắng đi luôn. Rồi, con này cũng lưỡi 216 luôn nhưng mà cầm tay phải. 550 bao ship. Rồi. Con này em chưa vệ sinh nha. Đó, lưỡi luôn chưa chà, chưa đánh bóng hết, rất là dơ luôn. Không phải là nhìn nó cũ đâu. Con này cũng Makita luôn nha. Rồi, đưa ra luôn. 1140W. Đây cũng như con này luôn, cũng một cặp luôn. Cặp luôn nha, 1140W luôn như nhau luôn. Rồi đưa ra luôn nha. Rồi, hết rồi. Bây giờ là em sẽ test nguyên dàn máy cắt tay. Đây. Test đi. Máy cắt tay này cứ bán em lẻ một con là 230, còn một cặp là 400. Đây, Hitachi. Anh em nhìn kỹ nha, nồi đồng của đá luôn, quăng ra bên em. Đây cũng Hitachi luôn, 590W. Rồi đưa ra. Còn con này là con gì đây? Con này con Hitachi nha. Anh em nhìn mã giùm em nha. Con này con Ribi. Điện 100V nó mới nhiêu quá thôi. Nhìn không ra luôn. Đấy, rồi bấm đi. Rồi đưa ra luôn. Ngoại hình nó hơi xấu tí xíu thôi. Nhưng mà chạy rất là ok luôn.
Hitachi luôn, đa số là Hitachi hết. Con này số 5. Con này thì đẹp. Em cuối cùng rồi, con này là con bắn đinh đè xuống như là bắn dạng đinh gỗ, vít dạng gỗ anh em nha. Đấy, hàng Makita vậy thôi, đè xuống cái là coi như là cái này, đây là cái đầu vít anh em nha. Đó, nó vặn cái vít gỗ vô rồi bảo đi ra kia hả. Đó, rồi xin nói luôn, con này em không bán. Anh em nào mua trong này đơn hàng trên 1,5 triệu khuyến mãi luôn. À, anh em ok chưa? Đó, và dưới đây nè, em quay khoảng chừng 20 mấy con thôi. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Chào anh em coi như là buổi chiều vui vẻ nha.